rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Heo VKT VKT. Thì như hôm bữa mình có nói ở trên fanpage là mình sẽ ra con mộng kiếm mộng gì đó. Đang làm mưa làm gió trên thị trường Việt Nam nè. Con H5 ha. Cái bản này thì mình cũng có lâu rồi, nhưng mà tại vì mình thấy có một số anh em đang kinh doanh là bán thâu 100k, nên mình để tới bữa nay mình mới up ha. Mắt công mình up lên là nhiều bạn nói là mình đi phá cái làm ăn của người khác ha, đạp đổ bát cơm của người khác ha. Ê, bấm cũng như bản tiếng Việt ha. Nhiều bạn chơi bản tiếng Việt trong cái danh sách game của mình rồi thì có thể qua đây chơi thoải mái ha. Bấm vào cái chữ màu rờ một vàng này ha. Đó, nhập trên nhập dưới ha. Bát trên là tài khoản, dưới là bát ha. Xong rồi bấm vô cái màu xanh này luôn. Ủa quên, bấm vô màu vàng xong màu xanh này ha. Vậy là đăng ký thành công rồi nha các bạn. Nhiều bạn chắc nói thôi trời, thằng này mà nó có nó đi ăn cắp, đi lượm đâu. Đúng rồi, mình ăn cắp hay là lượm ở đâu cũng được hết á. Miễn là mình có game cho anh em chơi là được rồi. Xài kiếm đi, nó cũng ba nhân vật như mấy thằng kia nha các bạn. Con này xài kiếm nè, thằng này thằng dưới này là cầm cái đờn hay cái gì á, con giữa là cầm cái quạt. Nhưng mà lên trên thằng cầm kiếm đi. Cũng 6 chữ số ha. Nhưng mà mình nói trước là cái này là các bạn đưa cái tên tài khoản cho mình ha. Cái ID á, ID tài khoản á. Cái con này thì cũng không có gì mà phải bàn cãi nhiều vì anh em đã chơi rồi ha. Nói chung thì up lên rồi up link cho anh em vậy thôi chứ nhiều anh em là cũng biết cái này rồi. Tại nhiều anh em là cũng đi qua nhiều nhóm này nọ thì cũng đã biết rồi. Mình thì như hôm bữa mình có nói với một số anh em ở trên fanpage của mình ha, là mình có con này rồi nhưng mà mình không có công khai đó. Còn bạn nào mà mới vào kênh của mình thì bạn mấy bạn nó nói thôi mình đi ăn cắp ha, đi lượm thì ok mình chịu. Tại vì 9 người 10 ý mà, với lại mình đâu thể nào mà bịt miệng các bạn là được. Mấy bạn muốn nói gì nói chứ. Anh em mà chén cơm của anh em không lẽ mình đi phá. Thấy kỳ quá, thôi để cho anh em xài đi. Đấy ha. Tám mươi VIP 2 rồi này nọ không mới mở được mấy này ha. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn thâu ha. Rồi ở đây mình cũng mới thầu cho nè, các bạn đưa cái tên đăng nhập cho mình ha. Đây là cả nhà yêu nè ha. Hồi nãy cái tài khoản mình nè, cái tên là tên tài khoản luôn á. Còn cái chữ A, B, C rồi dấu gạch này nó sao kệ mẹ nó đi. Các bạn cứ đưa cho mình cái tên tài khoản xong rồi mình nói ok, các bạn vào cái đường link thầu gm ha. Các bạn nhập cái tên tài khoản các bạn vào đây. Đó, số tiền thì nó đã có sẵn ha. Đừng có thêm bớt gì cho mình hết ha. Mắc công nó lắc. Đó, bấm, nạp. Đó, nhìn nè ha. Bên này ok nè, bên này nó hiện nè ha. Đã thành công nè, nạp vô rồi nè. VIP lên VIP 10 nè ha. Còn muốn nữa thì bấm nữa. Mà mình khuyên các bạn là nạp ít thôi. Hết thì hãy nạp nữa. Chứ nạp cho cố và lắc server banh nghỉ chơi ha. Anh em nào mà thấy kênh mình mà hay, có ý muốn mà ủng hộ kênh, có kinh phí mà ra thêm nhiều game nữa, cũng như là kinh phí mà mua thâu hay là lụm lặt gì đâu mình không cần quan tâm ha. Anh em nào mà có ý muốn ủng hộ kênh thì inbox cho fanpage ha. Fanpage nhận, fanpage là nhận ủng hộ cạc nè. Đó, chuyển khoản Momo ha. Chuyển khoản ngân hàng đều có hết ha. Rồi cảm ơn các bạn, cảm ơn anh em đã ủng hộ mình trong thời gian qua nha. Và mình xin cảm ơn một số anh em
đã ủng hộ kinh phí cho mình. Đó, bấm nạp nữa nè ha. Đó, nó lên nè ha. Ở mấy cha đừng có hô mà không biết làm, không biết làm. Vô là mấy cha đi coi cái clip của em trước ha. Coi xong rồi mới đi hỏi ha. Đó, nó báo nạp thành công nè. Rồi, ở dưới này có thâu vật phẩm ha. Đó. Gì vòng máu nóng 5 nè. Ok, bấm mẹ nó đi. Gửi vô hư nè. Đó, nó báo như vậy là thành công ha. Hả, nó báo mà không thành công thì các bạn nhập lại cái tên cái tài khoản trò chơi này ha. Đó, bấm mất mẹ này, bấm bỏ này rồi. Đó. Nhận cái quần què gì mất luôn cái in game mà. Rồi nhận cái khác cho các bạn dễ thấy ha. Cuốn sách ngoan giả quần què vậy nè. Đây lấy này đi. Gửi vào hư nè ha. Rồi báo nhận được đó. Đó rồi ha. Nhận rồi ha. Rồi cứ như vậy mà anh em làm nha. Rồi bây giờ lướt vòng vòng rồi tám dốc với anh em một chút ha. Ủa nó mở chưa vậy? Server thì có lâu rồi ha. Tại vì nhiều anh em thì cũng đi mua cái bản thâu bên nhiều cái trang fanpage rồi, giá 150 ha. Hôm nay thì mà cũng có nhiều kênh nó cũng úp rồi, úp qua kia gì á. Mình thấy có một số kênh là úp hô mừng ngày gì thành lập fanpage rồi đưa ra thâu rồi ủng hộ gì tài lé hộp má. Mình thì không muốn phá chén cơm của ai nên mình để tới hôm nay ha. Nhắc lại lần nữa là anh em muốn nói gì nói ha. Mình là ăn cắp hay là đi lụm hay là đi qua cái kênh nào đó của các bạn ha. Ebisu hay Isubi gì á. Rồi NBT rồi TM gì á. Mình không quan tâm ha. Kênh mình lập ra là để cho mấy anh em cái gì vậy? Sao không mua được à? Mua được rồi. Mấy anh em vào đây ha chơi nè, không có tốn phí này nọ ha. Lâu lâu thì mình vẫn up game của Việt Nam ha để ủng hộ mấy anh em Việt Nam ha, chứ không phải là suốt ngày mình cứ làm game của Trung Quốc này nọ ha. Cho anh em chơi game của Việt Nam trước trải nghiệm xong rồi hãy qua bên game của Trung Quốc ha. Làm cho các bạn nói muốn khan tiếng luôn vậy á. Rồi xong xong mỗi video là tao nói ngồi rip tin nhắn đâu cả tới khuya. Sáng mở mắt ra là thấy tin nhắn nữa rồi ngồi rip cho các bạn nữa, trả lời tin nhắn nữa. Vậy á mà vẫn bị chữ. Không hiểu các bạn nghĩ gì luôn. Có nhiều cái server Trung Quốc hiện đang phi thâu này nọ ha, nhưng mà mình thấy con này hiện tại là đang chơi là ổn định nè. Còn anh em nào mà chơi mà nó lắc á thì hãy xem lại ha, xem lại đường truyền mạng của mình ha. Bây giờ mình vào cái con hồi nãy giờ mình mới test đi, con này chạy lâu quá mới có 16 à. Con kia thì nó cũng không hơn gì con này, nó cũng khoảng ba mấy à, nhưng mà nhìn nó cũng đẹp đẹp hơn mấy. Rồi con này nãy giờ mình chơi cũng được 10 phút rồi ha. Thì mình có một lời khuyên chân thành đến tất cả anh em ha. Trước khi mà vào chơi game á, thì anh em làm ơn ha, coi hết video giùm mình ha. Video nói cũng nhiều khan nước miếng mà ta nói khan cổ mà không có nước mà uống luôn á. Đó, làm ơn anh em coi giùm mình ha, coi trước khi rồi hỏi ha. Video làm hay như vậy mà không thấy anh em nào like hết, cả ngàn người coi mà được có không tới 100 lượt like thì cái chán gì đâu.
Đã vậy có nhiều thành phần vào không? Trời ơi, kênh ăn cắp game của chỗ này, chỗ kia. Đúng rồi, ăn cắp sao cũng được, tùy các bạn. Mình ăn cắp game vậy để cho nhiều anh em có game mà chơi ha. Còn những bạn mà không ăn cắp thì muốn làm gì thì làm. Để game mà giấu mà chơi một mình đi ha. À, các bạn mở ra các bạn kinh doanh này nọ ha. Ừ, một con vậy, một cái game thâu vậy là bao nhiêu tiền, không chịu trách nhiệm vì server bị lắc, bị này bị kia ha. Mình thì cũng tính kinh doanh đó, nhưng mà thấy nhiều em mà anh em đồ sinh viên đồ ha, học sinh đồ vô mà phải bỏ 100.000 50.000 ra để mua cái thâu thì thấy nó cũng hơi tội cho mấy anh em. Ủa thôi thì cứ có tiền thì cứ bỏ ra mua cho anh em. Với lại có một số anh em ủng hộ mình thì mình xin lấy tiền đó ra mà mua thôi. Các bạn hô thâu phi này nọ. Ở để kéo cái này ra cho bự bự cho dễ nhìn. Các bạn hô nói thâu phi này nọ. Ừ đúng rồi, phi. Phi nhưng mà các bạn có ngồi ở nhà mà các bạn mà để dành thời gian mà để tìm tòi mà để cho anh em chơi không? Đó mới là cái quan trọng ha. Chứ phi mà không có thằng nào chịu bỏ thời gian ra hết rồi. Mình cũng phải nghĩ làm ở nhà mà làm game cho các bạn ha. Mình cũng phải ăn ha. Thôi, nói nhiêu đó thôi. Nói nhiều mỏi miệng quá, khan nước miếng luôn á. Rồi, một lần nữa mình xin nhắc lại là anh em nên xem video trước khi mà chơi game ha. Túi đầy hàng quê. Đồ. Ủa mà đâu có gì đâu mà ghê gớm ta. Tính ra thì cái này nó phi thâu gà mê rồi. À, nhắc tới chuyện phi thâu gà mê mới nhớ. Các bạn nhớ là inbox cho mình ha. Cái tên nhân, cái tên tài khoản. Và kèm theo đó là cái tên game với lại cái mã số của cái bài ha. Ví dụ bài này là 62, 63 gì đó. Thì các bạn hãy inbox cái tên game và cái số ha. Chứ nhiều khi cái tên game mình cũng bị lộn nữa. Nói nhiều vậy mà nhiều khi anh em không có nghe. Vô là cứ cắm đầu inbox cho mình cái tên tài khoản rồi xong rồi đó. Mình làm gì mình làm kệ mình. Có nhiều bạn còn chụp cái hình đưa cho mình nữa chứ. Ô muốn làm gì thì làm. Trời trời ngồi đó thời gian mà tìm cho các bạn. Mình tìm game cho các bạn chơi, các bạn cũng muốn không cũng phải hương mình chứ. Làm vậy là chết mình rồi. Đủ má ăn full luôn ta. Full rương luôn. Cái này là quay là hỏi nói rồi, cái này là nãy cũng nhận full rương rồi. Cái này ASAP gì nè. Đó, họ mua hết đi. Rồi, có gì tối khuya mình rảnh mình sẽ livestream ngồi nói chuyện với anh em ha. Còn bây giờ kết thúc video ở đây để mình chỉnh sửa lại video và up cho anh em. Cảm ơn anh em đã ngồi lắng nghe tâm sự đời tư của mình ha. Bye bye, chào tạm biệt cả nhà. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách là download game. Các bạn nào dùng điện thoại thì các bạn hãy mở nó qua bên cái phần của YouTube. Hoặc là không cần YouTube cũng được nữa, các bạn bấm vào cái link nè. Đó. Này dành cho Android nha các bạn. Đó. Bấm vào đây. Các bạn mở bằng cái trình duyệt Google Chrome nha. Hoặc là cái internet gì của mình cũng được. Đó, bấm vào đây, click vào đây. Còn cái này các bạn bỏ nha. Cái phần tiếp quảng cáo bên này. Đó, là cái phần download tiếp theo. Là đó là download của game. Bye bye, chào tạm biệt các bạn.